Em chào cả nhà mình ạ, chào mừng cả nhà đã đến với bài livestream của shop em chiều tối ngày hôm nay cả nhà nha. Rất là nhiều mẫu xinh luôn vô livestream liền cả nhà ơi. Quá trời nhiều mẫu đẹp luôn nha, tranh thủ săn sale liền với em. Thích cái mẫu váy nào cứ việc comment ngay cho em phía dưới, mã số với số điện thoại cho em là được, em tư vấn và chờ hàng chờ size cho mấy chế đẹp mình nha. Tranh thủ vô livestream liền với em cả nhà ơi. Rồi bây giờ này em lên trước cho cả nhà cái mẫu váy này ha. Mẫu em đang mặc trên người, mã số của em đó là 1693 xã kho 179.000 cả nhà ơi. Em chào chị Diễm Minh ạ, em chào cả nhà mình mới vô nha. Thấy bài like chấm bài giùm em đi. Cả nhà thấy bài live stream của em cho em xem một nút chấm tương tác và like nha. Thích cái đồng nào có việc comment ngay cho em phía dưới cả nhà nha. Mã số với số điện thoại cho em là được em tư vấn cả nhà ha. Rất là nhiều mẫu xinh cho mình luôn. Trời ơi cái đồng đẹp quá. Nề vải là màu đen nè, có phối cho mình lá xanh hoa vàng ôm eo, dáng đồng thông xè luôn. Váy này may cho cả nhà phần tay một lớp, thân váy kiểu hai lớp, thiết kế thêm hai túi cao 1m65, đầm em sẽ mặc dài tới bắp chân của em như thế này luôn, xinh nha cả nhà ơi. Rồi mẫu em đang mặc, mã số với em nói là, em chào chị chuột hàng, em chào cả nhà mình mới vô, cảm ơn chị yêu mình ạ. Cả nhà mình ơi cho em xin một nút chấm tương tác và live stream đi ạ. Rồi bây giờ nè, mẫu em đang mặc trên người, mã số của em nói là, dạ em cảm ơn chị Hằng Hoàng nha. Ui em cảm ơn chị yêu mình ạ. Dạo này cả nhà Facebook của em nó bị tương tác kém, em quá mất lực luôn á, cả nhà mình chịu khó nha. Cho em xin một nút chấm tương tác nha. Rồi bây giờ này em đang mặc trên người 1693 nha. Em xả kho cho mình luôn là 179.000 ha. 179 đặt đơn comment ngay cho em phía dưới mã 1693 với số điện thoại nha. 1693 nha, giá là 179.000 đồng giùm em. Trời ơi nó đẹp lắm luôn cả nhà. Rồi có phối thắt lưng. Thắt lưng này là TL36. Thắt lưng này là TL36 cả nha. Đặt đơn comment ngay cho em phía dưới TL36 kèm số điện thoại cho em là được. Rồi ngày hôm nay sắp chốt luôn 55.000 đồng. Trời ơi đẹp ghê chưa cả nhà ơi. Đầm em đang mặc trên người chắc là vải của em đã dòng vải cát Thái cả nhà ha, cát Hàn đó cả nhà, đẹp lắm. Rồi, chất liệu vải gì em dạ vải cát Hàn chứ yêu ơi. Cái chất cát Hàn này á cả nhà biết sao không? Mềm, nhẹ, chất rất là mát luôn. Đây cái vải nè. Vải này mát lắm, xả 179.000 đồng, 40kg tới 72kg, eo 92 cho em nha. Đó, hoa này mình yên tâm không có cán da đâu, có cái nền đen rồi. Lá màu xanh, hoa màu vàng vàng. Phần tay em may cho mình một lớp, thân váy chị lượng hai lớp. Thiết kế thêm hai túi cho mình như vậy luôn. 179.000 đồng sale lớn cho tất cả các chị đẹp mình luôn. Cố gắng lên đơn liền cho em mã váy này cả nhà ha. Rồi, đầm em đang mặc trên người mã số 1693. Đầm em đang mặc trên người mã số của em đó 1693. Mình đặt đơn comment ngay cho em phía dưới mã 1693 và số điện thoại cho em là được. Em tư vấn và chờ hàng chờ size cho cả nhà mình luôn ạ. Shop chốt duy nhất trong bài live stream ngày hôm nay. Chị nào mà đặt hàng nhanh tay là em đảm bảo có đơn nha. Rồi cả nhà chờ em xíu nha. Chị khách nào mình đặt hàng nhanh tay em đảm bảo có đơn nha cả nhà ơi. Còn mình đặt đơn chậm tay là nó hết hàng uổng nha. Lên đơn dùng em ngay bây giờ cả nhà ạ. 1693 giá sẽ là 179.000 đồng. Còn thắt lưng này cũng sale luôn. Thắt lưng này cũng sale luôn cả nhà. Thắt lưng này TL36. Dây chung co giãn nè, bao da, da mềm dẻo, đường may đẹp, có khóa kim loại luôn. Thắt lưng này là TL36, mình đặt đơn comment ngay cho em phía dưới mã nha. TL36 kèm số điện thoại. Rồi. TL36 kèm số điện thoại cho em là được, em tư vấn và chờ hàng cả nhà nha. TL36. Giá ngày hôm nay chỉ có bao nhiêu cả nhà? Săn sale ngay bây giờ với em chỉ có 55.000 đồng, 55.000 đồng nha. Mà cái thắt lưng này mình phối được với nhiều đầm lắm, đầm hoa, đầm họa tiết, đầm chấm bi, đầm xòe, đầm gì cũng đẹp luôn. Mà một cái thắt lưng 55.000 đồng mà mình phối được với nhiều đầm như vậy thì quá xuất sắc luôn đúng không cả nhà? Đặt đầm để lại comment ngay trên phía dưới mã số 1693 với số điện thoại. Mình đặt thắt lưng để lại comment ngay trên phía dưới mã số TL36 kèm số điện thoại cho em tư vấn ha. Rồi bây giờ em sẽ tiếp tục thay thêm cho mình mẫu khác nha. 1693 chứ là vải của em là dòng vải cát Hàn cả nhà ha. Cái vải cát Hàn thì nó mềm, nhẹ, đẹp và chất rất là mát cho mình luôn. Cái vải này là siêu siêu mát nha. Mã số của em đó là 1693 cả nhà ơi. Mình đặt đơn comment ngay trên phía dưới mã 1693 và số điện thoại. Giá ngày hôm nay chỉ có 179.000. Rồi 179.000 đồng, mã là 1693. Ok, tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho mấy chế đẹp mình cùng xem thêm mã váy khác nha. Chờ em tí nha nha, thay thêm cho mấy chị đẹp mình cùng xem thêm mã váy khác ạ. Rồi đây, lên luôn cho mình cái đầm này. Trời ơi, trời ơi, cái ren này cả nhà ơi. Chị nào chưa có cái ren này chốt đơn nè. Cái này vải ren nha, không đẹp là không lấy tiền luôn nha cả nhà ơi. Tiếp tục mẫu em đang mặc trên người, mã số của em nói là 1689.
Đầm em đang mặc trên người mã số của em đó là 1689 thôi nha. Đầm này thiết kế sẽ là cột lục giác ha. Tay lỡ cho cả nhà mình ôm eo. Đó. Cái dáng đầm nè, xòe dài cho mình luôn, xinh chưa? Mẫu em đang mặc trên người mã số của em đó là 1689 ha. Rồi ngày hôm nay shop chốt cho mình luôn, chỉ còn có giá tiền là 199.000 đồng thôi cả nhà, 199.000 đồng. Cái chất ren hoa này đẹp lắm cả nhà ơi, êm mềm, có độ co giãn phần tay may cho mình một lớp ha. Thân váy kỹ lưỡng cho cả nhà mình là hai lớp ha. Rồi có khóa kéo nằm đằng sau lưng luôn. Đó, mà đầm này em còn cho mình là có mấy ta? Mấy size ta? Hai size à. Cái đầm này nó lẻ size à. Quá uổng luôn á, cái đầm này còn size nhỏ quá. 1689. 1689 em còn size L. Ui, còn size lớn rồi nè. Còn size L với XL cả nha. Còn size L với XL 50kg tới 70kg. 50kg tới 70kg mang vừa mẫu này của em. Mẫu em đang mặc trên người mã số của em đó là 1689. Mình đặt đơn cái mẫu váy này của em thì mình comment ngay cho em phía dưới mã 1689 và số điện thoại cho mà được em tư vấn. Đầm thiết kế sẽ là cổ vuông cho cả nhà mình. Tay lỡ vai phòng, ôm eo, dáng xòe dài. Em cao 1m65, đầm này sẽ mặc dài tới cổ chân của em như vậy. Đã yêu thích mặc dáng dài hay dáng ngắn, thích dài dài để dài dài cho em. Còn chị khách nào mà mình thích mặc dáng ngắn hơn thì rất là đơn giản luôn, có thể lên like cắt ngắn được, tùy theo ý thích của mình mà không hề sợ bị mất phong đầm luôn ha. Quá đẹp quá rẻ cả nha. Rồi đầm em đang mặc trên người mã số 1689 sale luôn 199.000 đồng. Đầm này cá nhân đừng bỏ lỡ cả nhà ơi, cái chất nó xịn đẹp lắm. Mà màu đỏ này là màu đỏ tươi mà thuộc dạng đỏ đậm á, đỏ thuần á, chứ không phải là dạng là đỏ mà đỏ quá chói đâu. Không phải thuộc dạng đỏ chói, không phải đỏ cam nha, không phải đỏ cam. Rồi em phối cho mình thắt lưng này ha. Thắt lưng này đơn giản dễ mang nè, cũng dây bao chung luôn, bao da, da mềm dẻo, đường may đẹp, có khá kim loại luôn. Thắt lưng này mã số của em là TL56. Rồi TL56. Ngày hôm nay shop chốt cho cả nhà mình luôn, chỉ còn có giá tiền bao nhiêu à? 55.000. TL56 giá ngày hôm nay chỉ có 55.000. Cả nhà đặt đơn comment ngay trên phía dưới TL56 kèm số điện thoại cho em là được em tư vấn nha. TL56. TL56 giá là 55.000 đồng. Trời ơi, rẻ đẹp chất lượng cả nhà. TL56. Mình đặt đầm để lại comment ngay trên phía dưới mã số của em, nói là 1698 với số điện thoại cho em là được em tư vấn và chờ hàng cho cả nhà mình. Thắt lưng em đang mang ở đây, mã số của em nó TL56 kèm số điện thoại, giá ngày hôm nay chỉ có là 55.000 đồng thôi cả nhà. Cái khóa rất là đẹp cho mình luôn. Đó, mà cái khóa này mình có thể phối được với nhiều loại đầm luôn. Đầm trơn, đầm xòe, đầm họa tiết, đầm chấm bi đều được cho em luôn nha. Đây, khóa này cả nhà ơi. Đó, khóa kim loại bên nhà em đang có nhiều màu ha. Màu đen với lại màu vàng đậm. Màu đen với lại màu vàng đậm. Cái này tên là 56 nha. Rồi, em có cái khóa này cũng đẹp nè. Khóa này đẹp nè. Cái này là TL35. Em sẽ lên hết tất cả các thắt lưng ở trên live luôn, cho cả nhà mình có thể là câu trực tiếp rồi mình cũng dễ chọn hơn. Rồi cái này TL35. Cái này TL35 cả nha. Rồi giá 55.000 đồng luôn. TL35 giá 55 luôn. Rồi mình đặt đơn comment ngay cho em nha. Đầm đang mặc trên người mã số khám là 1689. Thắt lưng đang mang ở đây là TL35 kèm xuyên hội. Rồi giá ngày hôm nay chỉ có bao nhiêu cả nhà ơi? 55.000 đồng. 55.000 đồng luôn nha. Đồng giá nha. Mấy cái thắt lưng bên nhà em là đều đồng giá hết cho cả nhà mình luôn. Rồi 1689. 1689 là 199 chứ ơi. Tặng kèm tác cài nha. Tặng kèm cái tác cài luôn. Cái tác cài này đính đá đính ngọc quá trời luôn nè chị ơi. Tặng luôn ha. Đó, nó cũng là bằng kim loại luôn, có đính đá đính ngọc luôn, rất là đẹp luôn. 1689 từ 50kg cho tới 70kg thì mình sẽ mang vừa thích, thì chốt đơn là giùm em nha. Một cái gì nó cộm mắt em quá ta, cả nhà chờ em xíu nha, cho em xin 5 giây coi cái gì nó cộm mắt quá dữ vậy trời. Ui à. Rồi đặt đơn comment ngay cho em cả nha, mã số với số điện thoại cho mà được em tư vấn nha. Đây, đầm em đang mặc trên người mã số của em đó là 1689, giá 199. Thắt lưng em đang cài ở đây, mã số của em đó là TL35 kèm số điện thoại, giá ngày hôm nay chỉ có là 55.000 đồng cả nha. Rồi thích cái nào thì chốt đơn cái đó cho em. Cái chốt ren này rất là đẹp luôn, ren dày dặn cho cả nhà mình êm mềm dễ chịu thoải mái luôn ha. Rồi tiếp tục chuyển thêm cho mấy chế đẹp, mình cùng xem thêm một cái mã váy khác cho em xíu nha. Lên làm khác cho mấy chị yêu mình. Đầm thì nhiều kiểu nhiều mẫu lắm, quan trọng mà thích cái nào thì chốt đơn cái đó nha. Rồi em lên
lên cho mình cái sơ mi đi. Sơ mi này đẹp nè. Sơ mi này đẹp quá cả nhà, chắc em hút một cái quá, rất là đẹp luôn. Rồi. Cái này thì em chỉ còn size L thôi nha. Sơ mi maxi dáng dài. Mẫu em đang mặc trên người mã số của em nó là 1632. Đầm em đang mặc trên người mã số của em nó là 1632. Chị nào mình đặt đơn comment ngay cho em 1632 với số điện thoại. Đầm này thiết kế sơ đồ cổ sơ mi, tay lỡ vai phồng, ôm eo và dáng đầm phong xòe dài nha. Rồi mình thích cái mã váy này comment ngay cho em phía dưới mã số luôn. 1632 với số điện thoại. Rồi 1632 với số điện thoại cho em là được em tư vấn nha cả nhà mình ha. Cổ sơ mi, tay lỡ vai phồng, nhánh eo, dáng đầm phong xòe. Váy này thì em sẽ may cho cả nhà mình hai lớp. Thiết kế thêm cho cả nhà mình hai túi. Có khóa kéo nằm đằng sau lưng luôn. Quá đẹp cả nhà. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã số của em nó là 1632. 1632 cả nhà. Rồi ngày hôm nay sắp chút luôn cho cả nhà mình, chỉ còn có giá tiền bao nhiêu ạ? 199.000 đồng. 199.000 đồng, 50kg cho tới 57kg, eo 70, 58kg cũng được, eo 70 cho tới eo 77 thì mình sẽ mang vừa. Ở đây cái chất liệu vải của em nó là dòng vải von nổi họa tiết nha. Những cái hạt nổi này nó sẽ nổi bên trên mặt vải nè. Đó, cái này là em không có may, nó còn không có dán keo nữa nha, nó nổi tự nhiên cả nhà ơi. Êm lắm, êm rất là mềm cho mình luôn, thích cực kỳ luôn á. Rồi, đầm em đang mặc trên người mã số 1632. 1632 shop chốt ngay trong bài live stream ngày hôm nay luôn. Chị còn có giá tiền bao nhiêu cả nhà ơi? 199.000 đồng. 199.000 đồng. Đặt đơn comment ngay cho em phía dưới nha. 199.000 đồng, nhanh tay lên đơn chút liền giùm em. Mã số với số điện thoại cho em là được em tư vấn và chị hàng chờ sai cả nhà mình luôn. 1632 giá 199. 1632 giá 199.000 đồng. Mình đặt đơn comment ngay trên phía dưới mã 1632 và số điện thoại cho em là được em tư vấn nha cả nhà mình luôn. Tay may một lớp, hơn với kỳ lượng hai lớp. Thiết kế thêm hai túi, dáng dài tới cổ chân luôn. Mã số của em là 1632. Rồi ok. Tiếp tục em sẽ thay thêm cho cả nhà cùng xem thêm một cái thắt lưng khác nha. Đây em đang có thắt lưng này là TL42. Lên cho cả nhà nhiều mẫu thắt lưng dây lò xo đi. Em còn có mấy mẫu à. Đó, hình hoa hồng nhỏ nhỏ. Chị nào mà mình không thích thắt lưng mảng to thì em có thắt lưng mảng nhỏ để lên cho mình ha. Rồi thắt lưng này mã số của em nó là TL42. TL42 cả nhà ơi. Rồi ngày hôm nay sắp chốt luôn, 55.000. TL42 chị còn có giá tiền là 55.000 đồng. Mình đặt đơn comment ngay phía dưới cho em nha. TL42 kèm số điện thoại cho em là được. Bên đây có chuyên viên gọi điện thoại tới tư vấn lên đơn. Giá ngày hôm nay chỉ có là 55.000 đồng thôi cả nhà ơi. TL42 giá 55.000 đồng nha. Quá đẹp. Đó. Từ cái dây nè cho tới cái khóa luôn cũng là bằng kim loại hết luôn nha. Dây lò xo co giãn cho là mình tầm bao nhiêu cân thì mình phối lên vẫn được bình thường nha cả nhà ha. Rồi tiếp tục lên cho mình cái thắt lưng này. Thắt lưng ba cái lá. Thắt lưng này TL41. Có chị khách nào nhận thắt lưng bên nhà em chưa? Mấy cái thắt lưng này mình thâu vô được nha. Cả nhà mình mang hơi rộng thì mình thâu vô được nha, dễ thâu nha, dễ chỉnh. Còn mấy cái thắt lưng chung á, thì không cần phải thâu đâu, mang lên tầm bao nhiêu cân nó cũng vừa hết. Rồi thắt lưng này mã số của em là TL41 chị nha. Ba cái lá nhỏ. Với lại em có cái thắt lưng là ba cái lá to. Chị Nguyễn Hạnh em còn size L à, lấy size L dùng em về nhà bắp em một xíu được không? 50kg cho tới 57kg nha. E70 cho tới E77 thì mình sẽ mang vừa nha chị Nguyễn Hạnh nha. Có 199 nè chị ơi. 1632 em đang mang có 199. Nó rất là rẻ luôn mà nó đẹp lắm. Cái dáng này rất là đẹp luôn. Chị nào mang vừa từ 50 tới 57kg á, cứ chốt cái này cho em. Mặc lên không đẹp, không lấy tiền đẹp lắm. Mà vải của nó cũng xinh nữa, vải dễ thương lắm. Rồi cái này là TL41 nha. TL41 dạ vừa chị, vừa nha chị Tâm nha. Đây dây lò xo co giãn nhiều lắm. Em 54kg nè, nó co giãn tầm này nè, 70kg vừa luôn mà. Rồi cái này TL41 nha. TL41 nha chứ nha. TL là viết tắt của chữ thắt lưng á cả nhà. TL là viết tắt của chữ thắt lưng ha. Rồi cái này là TL41 dùm em. Rất là đẹp. Lên thêm cho mình cái khóa nữa. Rồi lên cho mình thêm cái khóa này nữa đi. Khóa này cũng đẹp nè. Rồi cái này đi. Cái gì mà treo tùm lum nó đã hết trơn người ta. Rồi tiếp tục cả nhà ơi. Đây em có nha cả nhà, cái thắt lưng này là TL45. Em có cái thắt lưng này là TL45 cả nhà ơi. Rồi cũng 55.000 luôn.
TL45 cũng 55.000 đồng luôn cả nha. Dây lò xo này khóa kim loại hình hai chiếc lá. Thắt lưng này là TL45 cả nha. Rồi ngày hôm nay shop chốt cho cả nhà mình luôn. Chỉ còn có giá tiền bao nhiêu cả nhà? 55.000. TL45 55.000 đồng, thích thì lên đơn liền giùm em. TL45 giá 55.000 đồng. TL45 giá 55.000 đồng. Đặt đơn hồng anh ngay cho em phía dưới nha. Mã số với số điện thoại cho em là được. TL45 giá 55.000 đồng. Thắt lưng hai chiếc lá cho cả nhà mình, thích thì chốt đơn liền giùm em nha. Đó, rất là đẹp cho cả nhà mình luôn. Quá đẹp. Rồi còn đầm em đang mặc, đầm em đang mặc trên người mã số của em nói là 1632. Đầm em đang mặc trên người mã số của em nó 1632, giá 199. Giá 199 luôn. Rồi thích thì lên đơn liền giùm em. Cái dáng rất đẹp, rất thước tha cho cả nhà mình luôn. Lên form lên dáng và nó là không đẹp, em không lấy tiền cả nhà luôn á. Cái dáng rất đẹp cả nhà nha. Thích thì lên đơn liền giùm em. Mẫu em đang mặc trên người mã số của em nói là 1632. Rồi 1632 với số điện thoại cho em là được em tư vấn. Ok, tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem thêm một cái mã váy khác nha. Ông nằm nào lên đơn sớm nha cả nhà, mã số số điện thoại cho em là được nè. Rồi tiếp tục chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem thêm mã váy khác. Lên nằm nào lạ lạ một xíu đi ta. Không ạ, nằm một tím đi. Lên cho cả nhà các em nằm một tím nha. Cả nhà ơi, đang theo dõi là lâu lâu, cả nhà cho em xin một nút chấm tương tác với bài live stream của em nha. Rồi mẫu em đang mặc mã số của em nói là 1648. Đầm này sẽ có hai màu. Đầm này trước lại vải của em nó dòng vải lụa mango ha. Đầm này sẽ có cho cả nhà hai màu. Mẫu em đang mặc trên người mã số của em nó là 1648. Đầm này thiết kế sẽ là cổ sơ mi, tay lỡ vai phồng, ôm eo dáng đầm phông xòe. Chân váy em mang cho mình hai lớp, thiết kế thêm hai túi phần thân trên một lớp, có khóa kéo nằm mình sau lưng. Rồi đầm em đang mặc trên người mã số của em đó là 1648. 1648 nha, giá là 199.000. 1648 giá ngày hôm nay sẽ là 199.000 đồng. Chị khách nào mình đặt đơn thì mình ngay cho em phía dưới mã 1648 với số điện thoại cho em là được ha. Giá chỉ có là 199. Rồi em sẽ có cho mình hai màu để mình dễ dàng chọn lựa luôn. 1647 là màu xám. 1647 là màu xám, 1648 là màu tím. Tím này là tím xanh cho em. 4 size 40kg tới 70kg, eo 88 độ về thì mình sẽ mặc đẹp thoải mái luôn nha. Rồi cả nhà mình mua một cái áo sơ mi đi thì giá của em nó là cũng cao đúng không cả nhà? Rẻ cũng có, mắc cũng có. Còn đây là nguyên cái đầm sơ mi luôn và chất vải của nó là chất vải lụa mango ha. Rồi cả nhà sơ lên cái mặt vải cho em, nó mịn lắm. Sơ lên mặt vải nó rất là mịn, chất mềm mướt cho cả nhà mình, có co giãn nhẹ nhàng luôn. Rồi 199 này là một váy như vậy đó. Họa tiết thì y chang nhau, có khác cái màu ha, màu thì loang, màu phối như thế này rất là lạ luôn. Đường may đẹp cho cả nhà mình, về nhà kiểm tra thoải mái giùm em nha, chất rất là thích luôn á. Rồi thích màu nâu để lại, thích màu xám để lại comment ngay cho em là 1645 và số điện thoại là 199.000. Rồi bây giờ mà mình thích cái màu tím á thì mình để lại comment ngay cho em phía dưới mã là 1648, kèm luôn cho em cái số điện thoại em tư vấn và chị hàng cho cả nhà mình ha. Đồng giá cho các chị đẹp mình luôn. Rồi đồng giá cho các chị đẹp mình luôn ha. Chỉ còn có giá tiền bao nhiêu cả nhơi? 199.000 đồng. Chốt đơn ngay bây giờ, không áp dụng bên ngoài. Cả nhà tranh thủ lên đơn chốt liền giùm em nha. Mã số với số điện thoại cho em là được. 1645 là màu xám, 1648 là màu tím xanh cho cả nhà mình ha. Trời ơi đẹp quá cả nhà, chốt đơn liền cho em luôn. Mã số với số điện thoại cho em là được em tư vấn, chuẩn bị thay thêm cho mình màu khác nha. Rồi nhanh tay giùm em nha, chuẩn bị em thay thêm màu khác cả nhà ơi. Thích mẫu váy nào có việc comment ngay trên phía dưới mã số với số điện thoại cho em là được em tư vấn và chờ hàng cho cả nhà mình ha. Đầm em đang mặc trên người mã số của em nói là 1648, ngày hôm nay sale luôn, chỉ còn có giá tiền là 199.000 đồng. Rồi 199.000 đồng cho em ạ. Ok, tiếp tục chuyển thêm cho cả nhà cùng xem thêm một cái mã váy khác ạ. Ông đồng nào đặt hàng chốt sớm thì giùm em nha, mã số điện thoại cho mình được em tư vấn ha. Rồi bây giờ em sẽ thay tiếp cho mình cái mẫu váy này. Mẫu em đang mặc trên người mã số của em đó 1709, chỗ cái mẫu đồng này đang hot nè. Mẫu này đang hot tại nhà em nè cả nhà ơi. Dễ mặc vô cùng luôn á. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã số của em đó là 1709. Đầm em đang mặc trên người 1709, đầm thiết kế sẽ là cổ sơ mi. Cổ sơ mi ha. Tay lỡ vai phồng,
Ôm eo dáng ngọc phong xòe. Mẫu em đang mặc trên người mã số của em đó là 1709. 1709 thôi nha ơi. Rồi sale luôn. Giá ngày hôm nay chỉ có là 229.000, kiểu nó dễ thương lắm cả nha. Rồi nhanh tay lên đơn chút lại giùm em cả nha. Váy đẹp mềm rũ, đầm mềm chất lại vải của em là dòng váy von tâm. Phần tay may một lớp, thân váy kiểu lượng hai lớp. Có luôn cho cả nhà hai túi nha. Dáng xòe. Em cao 1m65, đầm này em sẽ mặc dài phủ gối của em luôn. Chân váy có phối thêm cho mình tầng đuôi cá. Xin không cả nha ơi. Quá đẹp. Rồi, mẫu em đang mặc trên người mã số 1709 nha. 1709 cả nhà ơi. Nhanh tay lên đơn chút lại giùm em nha. Rồi nhanh tay lên đơn chút liền giùm em cả nha. Mã số với số điện thoại cho em là được em tư vấn nha. 1709 giá 229.000 đồng. Cái chất này chất von tâm, mình có thể giặt tay giặt máy thoải mái, không sợ bị tư vải hay bị chạy chị vải gì hết. Đường may đẹp cho mình luôn. Nền vải là màu xanh navy nha mấy chị. Hai màu tím nhạt với lại màu vàng nhạt nhạt nè, nhạt nhạt phớt phớt thôi. Đó nhạt nhạt phớt phớt rất là xinh luôn. Tay một lớp thân váy hai lớp nha, có túi luôn. Dễ thương không? Rồi, mẫu em đang mặc trên người mã 1709. Đầm em đang mặc trên người mã 1709 nha. Mình đặt đơn có việc comment ngay trang phía dưới nha. Mã số 1709 với số điện thoại 229 nha cả nhà, 229 nha. Xòe xòe cho cả nhà mình, xin dễ mang luôn. Thích mẫu váy này thì ngay bây giờ tranh thủ lên đơn chút liền. Để lại comment ngay trang phía dưới mã 1709 và số điện thoại cho bà được em tư vấn 229.000 đồng ạ. Quá dễ thương. Rồi, cái thắt lưng mà dễ phối nhất là cái này nè cả nhà, TL36 nè. Hồi đầu like là em mặc cái này đúng không cả nhà? Đó, để phối cho mình một số mẫu thắt lưng cho mình coi nha. Thắt lưng này là TL36. TL36 giá của em đó là 55.000. Thắt lưng to hay nhỏ gì cũng vậy nha cả nhà. Cũng 55.000 ha. Thích thì chốt đơn liền dùm em tư vấn cho cả nhà mình nha. Nó rất là rẻ, rất là đẹp cho cả nhà mình luôn ha. Rồi nhanh tay lên đơn liền dùm em luôn. TL36 giá ngày hôm nay chỉ có là 55.000 đồng. TL36 giá 55.000 đồng. Đây là 36 giá 55.000 đồng cả nha. Rồi, tiếp tục em đang có cái thắt lưng này. Thắt lưng này mã số của em là TL32. Thắt lưng này mã số của em là TL32 cả nha. Đó. Dây chung co giãn cho cả nhà mình, bao da khóa kim loại TL32. Rồi. TL32. Giá ngày hôm nay sẽ là 55.000 đồng. Rồi, 55.000 đồng, TL32 giá 55.000 đồng. Cái khóa này á, họa tiết của em nó rất là đẹp luôn. TL32 nha cả nhà ha, 55.000. Đó, đẹp luôn. Dây bao chung co giãn bao da, da mềm, dẻo, đường may đẹp, có khóa kim loại luôn, TL32 nha. Rồi, thích thì chốt đơn liền giùm em, TL32. Em có thắt lưng này nhỏ nhỏ nè. Thắt lưng này là TL46. TL46 rồi nha. Rồi TL46 ngày hôm nay shop chốt luôn cho mình. Chỉ còn có giá tiền là 55.000 đồng luôn. TL46 giá 55.000 đồng luôn cả nhà ha. Thích thì lên đơn giùm em TL46 giá 55.000 đồng. Đó. Còn đầm em đang mặc trên người mã số của em là 1709. 1709 ngày hôm nay shop chốt luôn nha. Chỉ còn có giá là 229.000 đồng. Rồi bây giờ em sẽ thay thêm cho cả nhà cùng xem thêm một cái mã váy khác nha. Ưng đầm đầm chốt đơn liền cả nhà ơi. Mã số điện thoại cho em là được em tư vấn. Rồi em sẽ lên cho mình đầm 99k nha. Chấm bài tương tác, chia sẻ like hộ em nha cả nhà ơi. Lên cho cả nhà xe váy 99k luôn. Đây, lên cho mình váy hoa đi. Cả nhà cho em xem một nốt chấm tương tác bài live stream cả nhà nhé. Rồi tiếp tục, mẫu em đang mặc trên người mã số của em nó là 1536. Đầm em đang mặc trên người mã số của em nó là 1536. Đầm này thiết kế sẽ là cổ vuông, tay lỡ, vai phồng nhẹ, dáng đầm phong xòe nha. Mã số với số điện thoại cho em là được em tư vấn và chờ hàng chờ xa cho cả nhà mình luôn ha. Chúc ngày hôm nay nha. Mẫu em đang mặc trên người mã số của em đó là 1536. 1536 ngày hôm nay chỉ có giá bao nhiêu cả nhà ơi? 99.000. 1536 giá 99.000 đồng. Đó. Nền đen phối hoa.
hai lớp. Von hàng thì luôn luôn sẽ là hai lớp hết cả nhà ha. Von hàng luôn luôn là hai lớp, 1536 99.000. Rồi đặt đơn hợp mệnh ngay cho em 1536 với số điện thoại giá 99.000 đồng cho em luôn. Tay em may một lớp, thân váy kỳ lộn hai lớp cho cả nhà mình, có khóa kéo nào lần sau luôn. Mẫu em đang mặc trên người, mã số của em đó là 1536. Chị khách là mình đặt đơn có việc hợp mệnh ngay cho em mã 1536 và số điện thoại ha. Giá ngày hôm nay chỉ có là 99.000 thôi cả nhà. Xin hai dáng xòe xòe. Em cao 1m65, đầm này sẽ mặc dài với bắp chân của em như vậy. Cả nhà thích mặc dáng dài dáng ngắn, thích dài để dài, không thích mặc dáng dài lên like chỉ có giá nhiêu cả nhà. Cái đầm này ngày hôm nay chỉ có là 99.000 đồng thôi ha, 99.000 đồng. Mã số của em đó là 1536 cả nhà ha, 1536. Giá ngày hôm nay chỉ có là 99.000 đồng thôi, 99.000 đồng cho mấy chú yêu mệt. Rồi em lên cái sẵn cái đầm em đang mặc, các cái màu của nó cũng hơi cam cam vàng vàng đó, em lên cho mình mấy cái thắt lưng màu nâu đi ha. Rồi em đang có thắt lưng màu nâu này, đính đá đính ngọc này cả nhà. Cái thắt lưng này có màu đen nữa mà em bán hết màu đen rồi. Em bán hết màu đen là giảm còn màu nâu thôi ha. Rồi màu nâu này là TL30. TL30 cả nhà. Rồi chốt luôn ha. 55.000. TL30 chốt luôn cho cả nhà luôn, 55.000 đồng. Đặt đơn comment ngay cho em. TL30 kèm số điện thoại. TL30 kèm số điện thoại giá 55.000. Đó, đặt đơn comment ngay cho em phía dưới TL30 kèm số điện thoại. Đầm mã số của em đó là 1536. Thắt lưng này là TL30. Chốt luôn trong bài lại stream ngày hôm nay chỉ còn có giá tiền là 55.000 đồng. Thích thì lên đơn liền giùm em nha, TL30 giá 55. Rồi, em sẽ có cho mình thêm cái thắt lưng này. Thắt lưng này hồi nãy em có lên màu đen rồi đúng không? Em có lên màu đen rồi đúng không cả nhà ơi? Đó, thắt lưng này màu nâu, mã số của em nói là TL53. Rồi TL53 cũng da mềm dẻo. Tại vì bình thường nếu như mình lên da cứng á, thì mình mặc sẽ khó chịu. Cứ là da cứng mình mặc sẽ có khó chịu. Còn những cái da mềm như thế này thì mình mặc lên rất là dễ chịu và cực kỳ thoải mái. Rồi thắt lưng này mã số của em là TL53. TL53 cả nhà ơi, rồi sale luôn 55.000. 55.000 đồng cả nhà ha. Đặt đầm để lại comment ngay trên phía dưới mã số 1536 và số điện thoại giá 99.000 đồng. Mình đặt thắt lưng để lại comment ngay trên phía dưới TL53 kèm số điện thoại. Giá ngày hôm nay cũng chỉ có là 55.000 đồng thôi, để em phối vô cho cả nhà xem. Rất là đẹp luôn. Xinh không? Cái đầm cũng đẹp đó coi nha. Đầm này em sẽ có size dưới 52kg, eo dưới 68. Đầm này eo dưới 68 dùm em nha. Cái phong của nó hơi bị nhỏ rồi ha. Rồi thích thì chốt đơn liền dùm em. Đầm em đang mặc trên người là 1536 nha. 1536 ngày hôm nay sắp chốt cho cả nhà mình luôn. Chỉ còn có giá tiền bao nhiêu cả nhà ơi? 99.000 đồng ha. Chốt von hàng, cái vải von hàng nó đẹp lắm. Mềm, nhẹ tân, chốt phải nói là siêu mát cho cả nhà luôn. Chốt mát lắm luôn nha, mát rồi rụi luôn á. Rồi bây giờ em sẽ thay tiếp cho mình xem thêm mẫu váy khác nha. Ủa đầm nào, đầm nào chốt sớm giùm em nha, mã số điện thoại cho mình được em tư vấn luôn. Rồi tiếp tục chuyển thêm cho mình mẫu váy khác lên cho mình, cái đầm nào có nhiều size chút ha. Đây mẫu váy này đi. Váy này thì đủ size cả nhà. Em váy này đủ size. Mẫu em đang mặc, mã số của em nó là 1697. Đầm em đang mặc trên người, mã số của em nó là 1697 cây nhơi. Đầm này thiết kế sợi đầu cổ V, tay lỡ vai phòng, ôm eo, dán lòng phông xòe dài. Em cao 1m65, đầm này mặc dài phủ bắp chân cả nhà nhé. Đầm này mặc dài phủ bắp chân luôn. Hai lớp, hai túi có khóa kéo luôn. Rồi mẫu em đang mặc trên người, mã số của em nó là 1697. Cổ V có phối cho cả nhà cúc ngọc trai hình hoa. Tay lỡ vai phòng, dáng đồng phong xòe, 40kg tới 70kg, eo 88 giùm em. Xinh quá rồi ơi. Cái chất này là chất vải von lụa. Và cái dòng vải von lụa, trời ơi, sờ lên mặt vải cho em, nó siêu mịn luôn. Thuộc dạng nhà von tơ lụa, cả nhà đẹp lắm, mịn lắm. Mình mặc ngủ cũng thoải mái luôn, đường may siêu đẹp cho mình. Phần tay may một lớp, thân váy kỳ lộn hai lớp ha. Nền vải là màu đen và có phối cho cả nhà mình hoa. Đó, rất là nhiều hoa luôn, hoa 3D màu xanh trải đều trên nền vải cho cả nhà mình. Chân váy là em sẽ có phối cho mình thêm chân ren. Rồi cái chân váy rất là đẹp cho cả nhà luôn. Đây, mình nhìn giùm em. Chân ren siêu đẹp luôn ha. Chân ren này mà chân ren này cả nhà nhìn giùm em. Họa tiết có hoa nữa nè, dễ thương quá. Co giãn luôn, mềm luôn. Đó, 1697. 1697 giá 199.000. Rồi mình đặt đơn thì mình ngay cho em. 1697 với số điện thoại giá ngày hôm nay chỉ có 199.000 đồng thôi, mã là 1697 nha. Em lên lại cái mã thắt lưng này đi. Thắt lưng này là TL35. Thắt lưng này TL35 mọi người. Hình cái cành lá đẹp không? Phối với đầm nào cũng đẹp, nãy giờ em có phối với đầm khác rồi đúng không?
Đây là 35 em phối đầu lai đó, 55 ngàn đồng. Phối với đầm nào cũng đẹp hết trơn á. Đầm hoa, đầm trơn, đầm xòe, đầm body gì cũng đẹp hết luôn. Cái này TL35 nha. Đó. Cái khóa nó như vậy. Ít nhất trong tủ đồ phải có một em thắt lưng cả nhà. Quá đẹp. Rồi. Nếu như mình mặc đầm hơi rộng một tí, phối thắt lưng vô, nó sẽ vừa vặn với người của mình hơn. Đó, hay là mình mặc đầm lên. Đây, ở đây em mặc lên cũng hiện rõ eo đó. Nhưng mà khi mà cả nhà phối thắt lưng vào thì nhìn cái eo của mình nó sẽ nhỏ hơn một chút nữa. Nó nhỏ hơn nữa. Cái này TL36 nha. Rồi TL36 ngày 26 chốt luôn, 55.000 luôn. Rồi chỉ có giá là 55.000 đồng thôi cả nhà nha. Thắt lưng này mã của em nói là TL36, giá là 55.000 đồng. Rồi ok, tiếp tục em sẽ lên luôn cho cả nhà cái mã thắt lưng này. Mã thắt lưng này thì nó to hơn một xíu. Cái khóa nó to hơn nha. Đây nhìn giùm em cả nhà, khóa to như vậy nha. Thắt lưng này là TL32, dây chung co giãn bao da, da mềm dẻo đường may đẹp, có khóa kim loại luôn. Thắt lưng này là TL32. TL32 ngày hôm nay shop chốt cho cả nhà mình luôn ha. Chỉ còn có giá tiền bao nhiêu cả nhà, săn sale ngay bây giờ với em. Chỉ còn có giá tiền là 55.000 đồng. TL32 giá là 55.000. Đặt đơn không bạn nghe cho em, TL32 kèm số điện thoại, giá là 55.000 đồng cả nhà nha. Quá xuất sắc luôn cả nhà ơi. Thích thì lên đơn liền giùm em ha. Và em đang mặc trên người, mã số em nó 1697. 1697 ngày hôm nay sắp chốt cho cả nhà mình luôn. Chỉ còn có giá tiền bao nhiêu cả nhà ơi, 199.000 đồng thôi ạ. Rồi mẫu váy này cũng đã khép lại bài live stream tối ngày hôm nay các em rồi. Chị nào vào sau có thể coi lại hoặc mình đón xem những bài live stream kế tiếp của em bên em vào ngày hôm sau nha. Trưa là 12 giờ và tối là đúng 7 giờ cả nhà ha. Bây giờ thì em xin kết thúc bài live stream tại đây. Bye bye và hẹn gặp lại cả nhà mình ạ. Chúc cả nhà có một buổi tối thật là vui vẻ nha.